Em cảm thấy hối hận rồi bật khóc trên giường ngủ. Sau đó lại trở về như là người quen đường cũ. Em nói rằng đời chẳng có gì để lo, bởi vì em là em trong những lần phê cỏ. Có hình xăm ở trên da, viết cả tên mẹ tên cha. Những cơn mê không thể tả, khiến cho đêm nay em không muốn về nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.